Chào quý vị và các bạn, tôi là Phạm Huấn, phụ trách bên mảng truyền thông của công ty Kiến trúc Gen House. Tiếp tục chương trình chia sẻ về xây dựng ngày hôm nay cũng như các mẫu nhà do công ty Gen House chúng tôi thiết kế và thi công trên 63 tỉnh thành. Vinh dự đưa các bạn cùng đi tham quan một mẫu biệt thự 3 tầng theo kiến trúc tân cổ điển sang trọng hiện đại, và mời các bạn cùng vào tham quan mẫu nhà này. Mẫu nhà này thì được thiết kế với diện tích chiều mặt tiền là 8m và chiều sâu là 15m chưa tính phần hiên. Mỗi phần hiên hai bên thì đều được lồi ra là 1,5m nữa. Mời các bạn cùng bắt đầu vào tham quan cái mẫu kiến trúc này cùng với công ty Gen House chúng tôi. Công ty Gen House thì có địa chỉ ở số nhà 159, ngõ 90, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, chuyên tư vấn thiết kế bản vẽ trên toàn quốc. Các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ phối ghép thì có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc dưới phần mô tả. Bây giờ mời các bạn cùng bắt đầu vào khám phá mẫu nhà này. Xin được trân trọng kính mời. Và các bạn sẽ cùng theo dõi cái góc máy từ phía flycam ở bên trên. Cái hệ cổng này thì được thiết kế một cổng chính và một cổng phụ ở bên hông. Cổng chính này thì khi cần có công có việc hoặc xe cổ to đi lại thì sẽ mở cổng chính này. Còn hệ cổng phụ này thì được duy trì thường xuyên để ra vào. Và hệ cổng này thì được xây trụ và có những hệ thống gờ chỉ như này để tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà. Và phía trên thì được đổ bê tông bằng và dán ngói chéo ở phía trên. Đấy, ăn khớp với ngôi nhà và tạo cái điểm nhấn. Đây là bằng hộp kẽm. Thiết kế là hoàn toàn bằng hộp kẽm. Cổng như thế, hoàn toàn bằng hộp kẽm. Còn phần dưới này thì là được sắt xi. Đó. Rất là hài hòa, tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà. Những cái tay nắm tay vịn này rất là lớn để tạo cái độ khỏe cho cái bộ cửa này. Tại vì tổng diện tích của cái bộ cửa này rất là lớn, chiều ngang của cửa chính này là hơn 3m. Đó. Và chiều cao của cửa này tính cả nóc là 3m9. Đây là toàn bộ khuôn viên ở phía trong của ngôi nhà đây. Khuôn viên ở phía trong, diện tích rất là rộng. Khuôn viên sân vườn và ngôi nhà là khoảng trên 600m2. Và được ngôi nhà thì được xây dựng với diện tích là 140m2 một sàn, cực kỳ là rộng luôn. Đấy, các bạn quan sát những cái hệ cột được trang trí rất là phù hợp và cân xứng với cái ngôi nhà. Và những cái phần hiên chơi được chìa ra đây. Ngôi nhà thì được thiết kế theo cái lối kiến trúc là phong cách là tân cổ điển, sang trọng và hiện đại. Cái tông màu chủ đạo là màu trắng sữa, rất là nổi trong những năm trở lại đây. Và rất là bền màu, và ngôi nhà nó tạo cái điểm nhấn cho cùng một cái không gian. Và nó giữ được màu rất lâu và rất là sang trọng. Cái màu trắng này thì rất là sang trọng. Đừng mất bao nhiêu cột đấy, chi tiết thì cột. Đây là hệ bậc tam cấp đi lên, ba bậc chính để đi lên. Phía sảnh này là sảnh chính của ngôi nhà. Và cái hệ trụ này thì được thiết kế rất là đồ sộ để tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà. Tất cả cái phần viên của cái hệ trụ này là ra tới 80 phân đấy. Và cái hệ của cột này là 60 phân, như các bạn đang quan sát đây. Và nó tạo nên cái độ bề thế của ngôi nhà và rất là có tầm nhìn luôn. Phía trong này thì là hệ cửa chính của ngôi nhà đây. Đây là hệ cửa chính của ngôi nhà. Được thiết kế hoàn toàn bằng hệ lim Nam Phi. Đó. Hệ cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là hoàn toàn bằng lim Nam Phi. Đó. Rất là dày dẫn và tạo điểm nhấn. Hệ lim này thì chi phí thì từ 2 đến 3 triệu tùy theo độ cầu kỳ và tỉ mỉ của từng hệ cửa. Đó, có quần học bao quanh, có ô thoáng gió. Đây là những bộ chỗ này là khu viên. Đây là tổng quan không gian. Nó quay qua đây luôn. Thì diện tích là khoảng 40m2, rất là rộng. Và hệ trần thì được thiết kế. Cái đèn chùm lên rồi sáng tối ngôi nhà, để nhấn khu vực ăn, bếp của ăn luôn.
Không gian của nhà vệ sinh, ánh sáng ở phía ngoài hắt vào gần như không cần phải bật điện luôn. Làm thế là nó gọn nhẹ. Thôi bếp thì chả bếp. Thì thiết kế là hoàn toàn bếp từ không? Bếp từ không? Và cái chỗ rửa. Không gian hợp lý. Và đây là khu vực của khu phía dưới này. Chúng ta lấy vợ sớm ấy để tham quan trên tầng 2. Cái cầu thang được làm thiết kế hoàn toàn là bằng đá tự nhiên. Chi phí cho cái khoảng 1.3 triệu một mét vuông là thời điểm mà gia đình làm năm 2019. Đây là cái không gian chung, gọi là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình, chia ra các cái phòng, ghế để có thể là ngồi chơi hoặc đọc sách, các thứ nghỉ ngơi. Không gian này không gian riêng tư cho các người nhà ở phía trên này cũng rất là rộng. Và đây là cửa đi ra phía ngoài cái sảnh bên hông. Đây, cái sảnh đấy là ra sảnh bên hông. Và tôi sẽ kêu một chút. Điều rất hay. Đúng rồi, cô Liêu này là toàn đắp dẻ tay hết. Đắp dẻ tay rồi là... Và sát đây là cái hệ sảnh phía bên hông, chiều nhìn vào, từ ngoài cổng nhìn vào là phía bên tay trái chiều nhìn vào. Đó, và cái sảnh này là được chia ra rất là rộng. Và tầng trên này là chia ra tới 2.5 mét. Rất là rộng luôn, và không gian rất là thoáng, có thể bày một bấm cỗ, anh em có thể ngồi nhậu ở đây được. Tầm khoảng 10 người, 8 người người là có thể ngồi nhậu ở đây được. Không gian rất là thoáng luôn. Treo ở phía bên cái phòng ngủ, phía bên trên phòng khách, chiều mặt tiền. Một cái hiên treo được thiết kế lồi hẳn ra để lấy cái không gian thư giãn cho cái phòng ngủ ở phía bên mặt tiền này. Đấy, để không gian có thể ra phía ngoài thư giãn và lấy ánh sáng. Cái góc máy ấy tổng hay. Cái này thì có một phòng ngủ master đó. Bạn quan sát đây, trên này thì được chia ra làm 4 phòng. Đây là phòng ngủ master, tức là phòng ngủ có vệ sinh khép kín, tương đối là rộng. Thì các bạn vào tham quan phòng ngủ master lần trước. Đây, phòng ngủ có khu vực vệ sinh khép kín. Phòng ngủ master này thì diện tích là vào 20 mét vuông, tính cả khu vệ sinh này nữa. Và khu vệ sinh này là diện tích 20 mét vuông, rất là rộng. Phòng khu vệ sinh và khu tắm này rất là rộng luôn. Hệ trần thì được làm hoàn toàn bằng trần thạch cao, giật cấp và có lắp hệ thống đèn LED chiếu sáng. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì được thiết kế rất là rộng. Vệ sinh ở phía bên bên trái đây, từ nhà ra và bên tay phải cũng một phòng ngủ và vệ sinh chung ở phía bên tay trái đây. Phòng ngủ diện tích là 16 mét vuông, tương đương với diện tích của tầng 1, rất là rộng, 3 cửa sổ thoáng. Và đây là khu vực vệ sinh chung của
tầng 2. Cái tầng 2 này thì cũng được chia ra 4 phòng và 1 vệ sinh. Đây là 2 phòng nữa ở phía bên mặt tiền, 2 phòng nữa phía bên mặt tiền. Đây là phòng khu vực phía bên tay phải chiều nhìn vào. Phòng này là nằm bên trên khu vực của phòng khách chỗ bộ bàn ghế. Đó, diện tích là khoảng 15m2. Được thiết kế với nhiều cửa sổ để lấy ánh sáng cho ngôi nhà, chỉ cần mở có một cánh một cửa sổ này thôi thì căn phòng đã tương đối là sáng rồi. Và có hệ cửa phía mặt tiền chính đây, một cái hệ cửa sổ to. Đây hệ cửa sổ to đây, là một bàn khuôn hộp gỗ lim rất là tỉ mỉ và sắc nét. Hệ trần thì được thiết kế hoàn toàn các phòng. Bên trước cửa chính, phòng này là phòng đọc sách và phòng thư giãn. Phòng này diện tích là 12m2. Phòng này thì có hai hệ thống ở chính ở phía trước, một phía hiên chính ở phía trước và một hiên treo ở bên hông này. Phòng này là phòng thư giãn, phòng đọc sách, cho nên là được thiết kế với hai hệ thống hiên, vừa là trang trí phía ngoài vừa là tận dụng không gian để cho phòng đọc sách thoáng mát và thư giãn nhất có thể. Đây, hệ thống sách. Trên khu vực tầng 3, trên tầng 3 này thì được một phòng thờ, nhà kho, phòng thờ ở phía chính giữa bên trên phòng khách, còn vị trí đẹp nhất trên cùng đây. Và phía bên này là khu gian thờ, phòng thờ phải được thiết kế riêng biệt ở vị trí trang trọng nhất, chính giữa khu vực sảnh chính và phòng khách. Ba con cổ phết đấy. Gian thờ được thiết kế rất là hợp lý, quân sinh và trang trọng, nằm ở vị trí chính giữa của sảnh chính cũng như là bên trên các cái phòng của không gian chính. Đằng trước có dòng sông, đằng sau là cánh đồng. Thế gì? Đây là cái hệ mái thì được bắn tôn, sau đó thì lợp ngói và hệ sà gô. Oh, damn.